Mình chào tất cả các bạn nha, đến với kênh của Em Ngọc Vlog. Hôm nay Em Ngọc sẽ chia sẻ về chị Nhung bán đồ gãy các bạn. Chị bán đầy đủ các loại luôn, chỉ vô cũng chiều rồi các bạn ơi, nên Em Ngọc quay cũng hơi tối, mong các bạn thông cảm nha. Mắt mưa ơi mắt mưa ơi, trời mưa các bạn ơi. Chị Nhung lại tiếp tục với Em Ngọc. Chị mắc mưa tội nghiệp chị quá à. Bán được không chị ơi? Em chết luôn các bạn ơi, thương quá. Mày vô mua tiếp dùm chị Nhung nha các bạn ơi. Ế quá trời ế luôn rồi, quá trời mưa luôn rồi các bạn ơi, ghe đồ luôn. Trời mưa quá trời các bạn ơi, lạnh quá. Chị Nhung chị bắt đầu gãy chị quá đây. Mà mẹ bắt cãi rồi đi. Mày vô chị nói em rồi. Hãy subscribe cho kênh Em Ngọc Vlog để không bỏ lỡ phụ nữ ký từ. Còn gì nữa vậy? Cam không vậy? Cam sọ. Gì nữa vậy? Này đó hả? Nhiêu hả? Hả? Nhiêu? 10.000 hả? Nó không? Nó lựa cho em ký đi. Người nổi tính tiền chưa đã rồi. Dễ lắm các bạn, để cho chủ bán hàng tự lựa luôn đó, thấy không các bạn? Đó, rung thiệt luôn á, lạnh thiệt luôn á, nói chuyện cà mặt luôn á các bạn. Lạnh thiệt luôn á, lạnh áo à. Ôi chị mặc áo vô đi chị Nhung ơi. Không mặc áo mưa vô lạnh lắm luôn á, tối không có mặc áo đâu. Nè, áo vô. Ê, chị vô rồi này hả? Mới vô hả? Mới vô mà mặc mưa ở đâu mà không lạnh vậy? Tới bắt mưa đây hả? Tính ra bắt mưa tự hỏa vô hay. Rồi, mà vậy cũng hay rồi, em nói ra cái mà em nói ra cái mốt lấy. Ủa chứ gọi đổ nhiêu? Đổ 2.000. Vậy là trừ ha. Trừ 2.000 các bạn ơi. Hả? Nhanh quá. Đổ mới ăn 2 cái qua không xỉu mà. Qua làm 2 cái đầu luôn á. Nè, đây, nghe tiền. Tiền. Lạnh quá. Mặc áo mưa vô đi chị ơi, lạnh. Mưa này mình tiếp chị Nhung